Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 10.000 token có ký hiệu là CRX từ sàn Caracas Swap. Để tham gia giờ hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở Telegram Start Chatbot nè bạn. Rồi các bạn join góp nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè. Các bạn bắt đáp lại nè, join tiếp kênh seller nè. Trên tờ Twitter các bạn follow và tờ Twitter tăng 3 người bạn nè. Bạn theo dõi nha bạn. Các bạn like, các bạn trích dẫn như tờ Twitter nè. Ôi, like một trên nha bạn, trích dẫn như tờ Twitter nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào. Rồi bạn tờ Twitter lên nè. Sau khi tờ Twitter lên xong bạn bắt up nè. Tiếp tục follow, subscribe, get it nè. Trên tờ get it các bạn trên quét đít thì bạn follow nè các bạn. Rồi sau khi follow xong các bạn đáp đây nè. Rồi các bạn bấm vào một register nè. Card là cái gì ta? Card là chiếc xe quá các bạn. Hay là hộp quà đây. Card là chiếc xe các bạn ơi. Rồi xong đầu tiên các bạn địa chỉ email của mình nha các bạn. Bạn lưu captcha hình thức mới. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên bi sờ mát trên với chocolate nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ mình nè. Rồi bạn dán vào đây. Gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi lại một cái link Twitter link. Tiếp tục nó yêu cầu gửi đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình nhấp cho ba anh cùng, nhấp cho một hồ sơ. Các bạn nhấp cho ba anh cùng, các bạn chia sẻ nha các bạn. Rồi bạn sẽ chép liên kết lên. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi bạn gọi lên cho bot nè. Tiếp tục thì bạn gọi lên cái link request nha bạn. Thì bạn mở tờ Twitter của tất cả bạn ra lại nè. Các bạn nhấp vào bao cảnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tờ tweet này nè. Các bạn nhấp sao chép liên kết lên nè. Rồi các bạn gọi lên cho bot tiếp tục các bạn. Rồi bạn bấm I help Sonnet nè. Tiếp tục thì các bạn gửi lên đường link Getdit. Thì các bạn nào muốn làm nhiệm vụ này thì làm, không làm nhiệm vụ bỏ qua nha các bạn. Thì mình đã làm rồi thì mình làm luôn các bạn. Các bạn nhấp vào Getdit lên nè. Trên Getdit các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Các bạn sao chép đường link Getdit mình nè. Rồi bạn dán gửi lên cho bot nè. Rồi tiếp tục thì các bạn duyệt lấy ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thức cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.